Câu số 69 à, thì bài này chúng ta cũng nhập vào thế, nhưng mà nhập sao thế sao cho nhanh à, không phải là một cái biểu thức phức tạp gì mình ngồi mình thấy nó dạy được ha à, chúng ta có thể làm nhẩm chút xíu cũng được đúng không? Cái biểu thức này nếu mà tính ra đó thì chuyển dách này qua giấy bên này, chuyển dách qua giấy này thì là trừ trừ dách đúng không? Trừ dách gom chung với này là trừ một thôi, 2 cộng 3 y trừ 1 ra là 2 trừ 1 ra 1, 1 cộng 3 y thì biểu thức của chúng ta sẽ là trừ 1 phần 1 cộng 3 y là xong ha, trừ 1 phần 10 cộng 3 phần 10 y à, đúng không? Mình đâu 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 mấy em thấy là làm kiểu này nó còn nhanh hơn là mình ngồi mình nhập vô mình thế. Giống như câu 68 thì mấy em có thể lấy 4 phần à, câu 68 mấy em có thể lấy 4 phần 1 trừ y đúng không? 4 phần 1 trừ y trừ đi nè, 4 phần 1 trừ y nè, trừ đi 1 nè thì mấy em cũng ra đáp án à, rất là dễ, ra 1 cộng 2 y à, 1 cộng 2 y khá là dễ đúng không? Những cái này thì thầy nghĩ là mấy em nên tính sơ qua à, tính sơ qua trước rồi rồi ấy sao, chứ mà thế năm cái đáp án vô câu bộ nó chậm hơn nhiều á.